Chào các bác nhá. Chào mừng các bác đến với lại kênh YouTube của shop Tân Ánh Ngọc Ánh nhá. Channel của Ánh. Xin giới thiệu với các bác một cái lô hàng loa nén, loa toa. Loa nén, loa toa Indo nha, loa toa Indonesia. Và phục vụ các bác trong cái mùa chim đêm 2019. Đây là điển hình là cho bác hai cái mẫu chính, đó là cái mẫu SC615 và SC630 rồi SC650. Đó là cái mẫu gọi là loa toa 15W này, 30W và 50W. Thế còn mẫu 10W cũng rất là nhiều, mẫu 10W trong kho đang còn rất nhiều. Cái này tôi đang mới nhập về cái lô 15W và 30W. Đây, số lượng hàng rất là nhiều các bác nhá. Mọi thông tin thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với các đầu số của shop, 5 số điện thoại cơ bản. Các bác gọi số nào cũng được. Các bác ở mạng nào thì gọi vào mạng đó cho nó tiết kiệm về chi phí. Và shop sẽ lấy một trong 5 số điện thoại này để liên hệ lại và tư vấn cho các bác nhé. Rồi, xin cảm ơn. Đây là giới thiệu cho các bác. Và cái loa này là loa hiệu toa. Hiệu toa Indo nhá, toa Indo. Thì đây là cái mẫu này là tôi đang bóc cho các bác xem cái mẫu đó. Mẫu 15W. Mẫu 15W nhá. Cái này luôn luôn cam kết với các bác, hàng này là hàng Indo nhập khẩu nhá, hàng Indo nhập khẩu. Các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Shop nhập được số lượng hàng rất là nhiều, thì đâm ra là cái giá thành nó sẽ cạnh tranh. Các bác, giá sẽ tốt hơn là mùa năm trước nhé. Giá năm nay sẽ tốt hơn. Thì tôi cũng thông báo luôn để các bác xem video, các bác nắm được về cái giá cho đỡ phải hỏi nhiều. Đối với cái mẫu mà SC610 gọi là loa toa 10W đấy nhé. Loa toa 10W thì trong kho tôi không cầm cái nào đây, các bác nắm được rồi. Cái loa toa 10W đấy thì giá của nó sẽ là 600 một chiếc. 600 một chiếc đã bao gồm cả cước phí rồi nhá. Phí rồi. Thế còn đối với cái mẫu mà SC615 có nghĩa là loa toa 15W này, 15W này. Đây các bác này. SC615 nhá. Make Indonesia. Đối với loa toa này thì chia sẻ luôn với các bác là cái hiệu toa. Hiệu toa này là thương hiệu loa nén, loa phóng thanh của Nhật. Nhưng mà nó đã chuyển giao công nghệ cho Indonesia và tất cả là đều sản xuất tại Indonesia. Và hàng này nó là hàng nhập khẩu 100%. Thì chúng ta luôn luôn quen gọi là loa toa Indo, loa toa Indo. Đấy. Đây là cái mẫu SC615, có nghĩa là mẫu loa toa 15W. Đây các bạn này. Giá của cái mẫu loa toa 15W này thì sẽ là 800.000 nhá. 800.000 cho một chiếc. Vành luôn luôn là bằng nhôm. Vành bằng nhôm này. Và các bác nhìn cái nước sơn này là cái sơn tĩnh điện. Sơn tĩnh điện, sơn alon tĩnh điện rất là đẹp, mịn màng. Cái vành này nó mỏng thôi, nó không quá dày. Thì đối với cái hàng nhái thì cái vành nước sơn này nó nhìn nó thô. Nó thô, nó sần sùi. Và nó nhìn nó dày cộp, nhìn nó rất là xấu. Thế đây là cái mẫu mã 610 đúng hàng nhập khẩu nhá. Các bác yên tâm là luôn luôn cam kết cho các bác là đúng hàng nhập khẩu 100%. Đây là mẫu loa toa 15W. Thì bây giờ tôi sẽ bóc tiếp cho các bác mẫu loa toa 30W. Trong mùa 2019 năm nay thì các bác đa phần là ưa chuộng cho cái mẫu loa công suất lớn, điển hình thì ít nhất cũng phải là 15W. Còn không, các bác là có điều kiện để sẽ đầu tư cái mẫu 30W nhé, 30W. Còn các bác nào mà chơi ít muốn 10W thì shop vẫn có nhá. Nhưng mà đây là cái lô hàng mới. Tôi đang nhập cái lô hàng 15W và 30W. Đó. Số lượng rất là nhiều. Đây. Đây các bác này. Cái mẫu này thì gọi là mẫu SC630. SC630 Make Indonesia, gọi là loa toa 30W đấy. Các bác lưu ý kỹ nhá. Đối với các bác mua loa toa loa phóng này mà dùng trong cái việc đánh chim, có nghĩa là đánh chim đêm đấy, thì các bác sẽ không cần cái chiết áp. Không cần chiết áp thì gọi là lấy hàng loa toa SC không thôi. Thế còn nếu mà cơ hàng loa toa có chiết áp ấy, thì nó gọi là hàng có đuôi M phía sau, SC615M hay là 630M. Đây, đây là hàng luôn là hàng nhập khẩu từ Indo, từ Indo nhá. Thế đây là cái mẫu này, là cái mẫu 30W nhé, 30W. Các bác thông cảm nhé, cũng hơi muộn. Tôi tranh thủ làm clip cho các bác thì hình ảnh nó không được đẹp lắm, nó có lẽ là hơi thiếu ánh sáng. Các bác cứ xem tạm nhá.
đây, 630 Make Indonesia nha. Nước sơn anot rất là đẹp, vành đương nhiên là phải bằng nhôm rồi, bằng nhôm rồi nha các bác nhé. Thế đây là cái mẫu 630. Đối với cái mẫu 630 này ấy, thì là giá thành mới nhất mà shop mới cập nhật nhé các bác nhé. Giá thành mới nhất là shop mới cập nhật thì giá của nó là 950.000. Đấy, 950.000 cho một chiếc loa toa này nhé. Thì tiện đây thì cũng giới thiệu luôn với các bác nào mà có nhu cầu chơi hàng phóng thanh, ví dụ như là một số các bác có nhu cầu mua phóng thanh cho thôn xóm, cho phường, thì giới thiệu cho các bác hai cái mẫu loa to công suất lớn, đó là mẫu 50W. Thì đây là cái mẫu điển hình, là cái mẫu này SC651 này nhé. SC651 thì cái mẫu này là dành cho các bác dùng cho mục đích phóng thanh, nhưng mà cũng có một số bác mà ở miền Tây ấy, đồng miền Tây nước lớn mà đồng nó rộng ấy, các bác đánh chim đêm, các bác cũng có nhu cầu chơi luôn cái hàng 50W này. Tôi cũng giao rất là nhiều cái loại này cho các bác đánh chim. Đây là các bác cứ nó hơi to một chút thôi nhưng mà chơi thì nó êm nhá. Còn cái này thì dùng cho các bác mà phóng thanh thì rất là ok rồi. Đây, có lẽ là tôi bỏ dưới này cho các bác xem. Cái mẫu này là mẫu 651, có nghĩa là nó ta 50W đấy. Đấy. Các bác lưu ý kỹ, vành thì luôn luôn là vành vành oval hay là vành hình chữ nhật đấy, anh em hay gọi là vành oval. Con này mà làm phóng thanh thì cũng tuyệt vời rồi nhá. Nhưng mà số bác đầu tư vẫn chơi con này đánh gà đồng luôn đấy. Chơi con 50W này, 651 này này. Đánh gà đồng. Đối với cái mẫu này thì cái điện trở kháng của nó là 16 ohm. 16 ohm nhé. Đấy. Hàng thì là hàng xịn 100% Indo nhập khẩu nhé. Nước sơn cực kỳ đẹp này, vành nhôm. Đây, toa này, vành oval. Thế đây là cái mẫu toa 50W nhé. Giới thiệu luôn với các bác nào mà muốn chơi mạnh hơn nữa, chơi hơn nữa thì các bác chơi cái mẫu, đó là cái mẫu loạt toa 651M. Đây các bác này, 651M. Đó là cái hàng này là hàng 50W, nhưng mà 50W nó có chiết áp, 50W có chiết áp, mà vành của nó là vành tròn. Đối với cái hàng mà các bác lưu ý nhé, đối với cái hàng mà không hàng size M này, hàng size M này là hàng có chiết áp ấy, thì cái hàng mà vành tròn giá nó sẽ cao hơn cái vành oval. Đấy, giá sẽ cao hơn nhiều oval, cao hơn thì không nhiều đâu, nhưng mà thôi các bác cứ đầu tư chơi thì đầu tư chơi mạnh luôn, lấy hẳn cái này cho nó êm. Còn cái 50W mà có chiết áp mà vành oval thì nó cũng không được bằng cái này đâu. Cái này là vành tròn 50W có chiết áp, cái này thì cực kỳ luôn. Cái này mà dùng cho các bác dùng cho mục đích phóng thanh này, phường xã này, hay các bác đi chơi đám hiếu, các bác dùng cho việc đám hiếu đám hỉ nhá, cũng rất là hay. Đây các bác xem này. SC 50W. Đây là cái này, nó có cái nút chỉnh chiết áp phía sau. Mỗi một cái chiết áp này nó phù hợp mấy cái những cái tần số khác nhau. Đây các bác sẽ muốn chỉnh thì các bác đưa cái tô vít vẹt vào đây các bác chỉnh này. Đối với cái này thì gọi là có chiết áp. Nha, có chiết áp các bác nhá. Ở cái mức đầu tiên là 50W 100 ohm. Đấy. Đây 50W 100 ohm này. Đến cái mức thứ hai là 25W 50W 200 ohm nhé. Đấy, nói chung là cái này thì các bác làm về phóng thanh thì các bác sẽ nắm rõ hơn. Cái này tôi không nắm kỹ lắm, nhưng mà nó là dòng toa dùng cho phóng thanh cực kỳ là êm, vành tròn nhé các bác nhé. Đấy, vành tròn các bạn. Hàng loa toa cái này nó có cái viền cao su để bọc bảo vệ đấy, đối với cái loại loa này nhé. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Các bác
có nhu cầu dùng trong cái mục đích nào, phù hợp cho mình cái mẫu loa phóng loa toa nào, từ nhỏ tới đây to, 10W, 15W, 30W, 50W, 50W thường, 50W M, có nghĩa là có chiếc áp ấy. Thì các bác vui lòng liên hệ với shop nhá. Shop Tân Ánh Ngọc Ánh đến từ Tân Yên Bắc Giang. Vui lòng liên hệ với shop nhá. Rồi xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Hẹn gặp lại các bác trong những cái clip sau nhá.